Hi, em An gửi lời chào đến tất cả anh chị và thân yêu của kênh YouTube An Ô Tô Cũ Bình Dương, cái mặt hàng của siêu thị ô tô Bình Dương. Hôm nay ngày 22 tháng 10 thứ 6 chị ạ, và em An lại cũng đang ngồi trên một mẫu xe mới nhất đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương. Đây, một chiếc xe, anh chị có đoán là chiếc xe nào không ạ? Một chiếc xe biểu tượng Hyundai. Đây, và đồng hồ của một chiếc xe này đó, lại là một hàng siêu lướt về phục vụ anh chị. Chỉ có 10.000 km thôi, 10.000 km thôi. Và em An đang ngồi trong một mẫu Hyundai Elantra sản xuất 2020, rất là đẹp. Và đây là một mẫu xe rất hot luôn, thực sự là không có hàng đó, không có hàng đâu ạ. Elantra thì nếu khả năng trải nghiệm trong mẫu phân khúc hạng C thì em An đang đánh giá cao nhất trong mẫu phân khúc hạng C, đặc biệt là số sàn này, chạy cực kỳ là nhẹ nhàng và êm ái đó. Xe quá mới luôn. Em này màu trắng nha anh chị nhá, tuyệt vời luôn. Mà lại biển thành phố cho anh chị nhá, 2020. Đây, số sàn hộp số 6 cấp, quá đẹp luôn đó. Xe thiết kế cực kìa đẹp luôn, mẫu mới à. Mà đồng hồ đây chỉ có 10.000 thôi, mới tinh luôn này, anh chị nhìn này, vô lăng này, tích hợp này à, đẹp không ạ? Thơm mùi xe mới đó. Em An cũng sẽ ra một chỗ trống để review cho anh chị coi một mẫu xe này. Thực sự đáng để đồng tiền để anh chị sở hữu mẫu xe này, rất đẹp, rất đẹp. Nên là anh chị ưng thiện chí là mau chân nhanh tay gọi điện cho em An để chốt chiếc xe này nhá. Một chiếc xe lướt thì nó sẽ rất là nhanh thôi đó. Và xe lướt thì em An báo giá cũng rất là sát, nên là không thể là bớt nhiều cho anh chị được. Nhưng quan trọng là cái giá báo là rất là sát thôi đó. Rồi, ra ngoài này em An sẽ giới thiệu cho anh chị nhé. Rất là đẹp, một chiếc xe một tông màu đen kết hợp màu kem đó. Đây, những cái nút bấm này, xe mới về. Cái ghế lỉ thì nó sẽ hơi dơ một chút, nhưng mà về cơ bản thì chiếc xe này còn rất là đẹp, sạch sẽ đây. Xe này em An vừa về nhé, chưa rửa dọn, tại vì nguyên một đợt dịch này khách không đi tới. Đây này, mới vào hãng ngày gần nhất tháng 5 2021, mới là 6.180 km này. 2020 chủ xe đi quá ít đúng không anh chị? Đây, mới tinh luôn này. Siêu mới rồi, hộp bệ tì tay này. Chưa có dọn gì nhá anh chị nhá. Đó, xe là nguyên thủy nhất này, vừa về. Có 10.000 km thôi, tính gì đâu ạ, đúng không ạ? Đó, anh chị ưng mẫu xe này thì alo ngay em ạ. Keo chỉ không mất một phân keo phân chỉ này, cực kỳ đẹp. Keo chỉ đây, zin hết nhá, sơn zin không á. Đây, 2020 đây. Ráp ở nhà máy Gia Viễn Ninh Bình này. Hyundai thành công. Cực kỳ đẹp. Trên là trần lỉ này, hai cái đèn trần này. Đây, mẫu phân khúc C em An đánh giá trải nghiệm tốt nhất trong phân khúc. Đây, em sẽ mở có khóa cảm biến, khóa thông minh đầy đủ hết đây chị nhá. Đấy, khóa thông minh này. Đó, đây hàng ghế sau đây. Đấy, cái này phải vệ sinh nhá anh chị nhá. Lý nó sẽ lâu ngày không đi nó cũng hơi mốc một chút. Này, vệ sinh này hết này. Đó, 10.000 km quá đẹp. Đây, người tèm giấy nguyên này, chưa mới đâu. Đó, xe này em An sẽ cho anh em đánh bóng, rửa dọn và làm đẹp cho anh chị. Mấy ngày vừa rồi bên em An về toàn xe lướt thôi. Đó, toàn xe lướt thôi, zin nhá anh chị nhá, không mất phân keo phân chỉ này. Đó, sơn zin không á. Đó, xe lướt mà, 2020. Và chiếc xe này thì hiện tại em An đang để cái giá 488 triệu cho anh chị nhá, 488. Đây, anh chị cùng tham quan một vòng mẫu xe này, quá đẹp đúng không ạ? Cảm biến sau 2020 đó, anh chị có thấy không, thực sự đẹp luôn. Elantra GLS số sàn máy 1.6, thiết kế cực kỳ đẹp, cụm đèn hậu sau led luôn. Siêu mới đâu, bốn mắt cảm biến sau, bốn mắt cảm biến sau, và đây là camera lùi tích hợp cho anh chị. Đó, thực sự đẹp luôn anh chị. Đó, đây là trà trên đang keng này. Đó, mới tinh. Đó, anh chị thấy không, gầm bệ này, gầm này, em này thì có gì đâu để bàn đâu. Đó, gầm rất là mới nhá. Đó, quá đẹp luôn. Xe nước sơn zin gần như tuyệt đối. Đây, cái cảng này vẫn nước sơn zin này anh chị này. Đó, sơn zin hết đây, cực kỳ đẹp, các góc cảng này. Đó, tuyệt đẹp luôn. Đây, đây anh chị thấy không, để mấy tháng không đi tới này. Thực ra một năm rồi mà chủ xe mới đi có 10.000 thì đúng là không đi tới luôn, mốc luôn này. Cái này về vệ sinh là sạch sẽ thôi. Đây, sơ cua đây. Đó, sơ cua đây. Đó, mới tinh luôn. Đó, có gì đâu, tuyệt đối là không đâm đục đâm va ở sau này nhé. Mẫu này lâu lắm rồi em An mới mua được một chiếc xe mẫu mới nhỉ nhé. Elantra số sàn rất là hiếm xe luôn. Đó,
Mẫu xe này số sản hay tự động đi đều sướng hết. Đây. Đó, keo chỉ là không mất phân này, sơn zin không anh chị nhé. Đinh bấm nguyên bản này. Đó. Mắt camera lùi này. Đó, em này đây, ấn vào đây là để mở cốp nha anh chị nhé. Trước mua mà nhiều người là không biết là cái nút mở cốp ở đâu, đây ấn cái nút này mới mở cốp này chị này. Đèn báo thắng này, tích hợp ở đây. Trên là vây cá mập. Đó. Quá đẹp luôn. Vỏ theo xe hết anh chị nhé, vỏ theo xe hết. Vỏ theo xe hết luôn. Đây. Vỏ đây, vỏ là đết đết đây. À, em nó kiếm cái đết ha, nhưng mà vỏ này vỏ theo xe hết anh chị nhá. À, vỏ theo xe hết đây. Đó. Đây. Mới quá mới luôn. Em này anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh là tiết kiệm ngay cái tiền biển số 20 triệu rồi. Mâm đa chấu chị nhá, màu xám, xám chì. À, 4 tháng đĩa ABS đầy đủ, các tính năng an toàn đầy đủ hết. À, tay nắm cửa mạc chrome, khóa cảm biến thông minh. Em này đã được vào vè mưa, phim cách nhiệt cũng như là chén cửa cho anh chị rồi, vè mưa phim cách nhiệt, chén cửa. Mới tinh đây. Đó. Ghế lì này thì nó sẽ hơi dơ nhưng mà xe là do em ăn chưa có vệ sinh luôn. Vừa về chủ xe cũng để cả mấy tháng trời không đi tới này. Đó, anh chị thấy không? Đó, đấy. Ồ, quá mới đúng không ạ? Đó. Những chiếc xe này thì về vừa về cái là em lên sóng luôn. Tại vì ra là đây là cái tình trạng thật nhất của chiếc xe. Đây. Gầm bệ đây. Không hề có một cái cọ quẹt nào ở cái lườn này anh chị nhé. Đây, anh chị thấy không? Quá mới đúng không ạ? Quay thực tế nhất cho anh chị coi. Không có giấu giếm gì luôn. À, siêu mới rồi, sơn zin hết nha chị ạ. Em này sơn zin gần như cả xe này luôn. À, có một chỗ chút góc cảng chảy thôi chứ còn sơn zin không đây. Đó, anh chị thấy không? Cái lì này cho vệ sinh là sạch hơn. Hai túi khí an toàn, điều hòa đây. À, cục cần số ấy, mới tinh luôn. À, khóa thông minh, này thì có đầy đủ những cái tính năng an toàn đầy đủ hết, màn hình. À. Đây, cửa đây. Chưa tháo mở bất cứ chi tiết đâu nào chị ạ. Tuyệt vời đúng không ạ? Đây, keo đây. Đó. 488 triệu anh chị nhá. Xe này em ăn sẽ không bớt được nhiều. Nên là anh chị nào cứ tham khảo giá thoải mái, em ăn báo giá rất là sát. Khám phí đến tháng 6 năm 2023 không đăng ký kinh doanh. Đây chị nhá. Đó. Đây, vỏ đây, tất cả vỏ theo xe này. Mầm mới tinh. Có gì đâu để bàn chiếc xe như thế này đúng không chị? Hàng lướt rồi. Đây, vỏ này, tuần thứ 13 2020 này. Đó, em này sử dụng bộ mâm R15. Đó. Quá mới. Nhanh chân chốt ngay em này cho em ăn nhé. Đây, phần đầu xe cũng quá đẹp luôn rồi. Phần đầu xe cũng đẹp pha dạng thấu kính mà rộng góc. Đây, mặt ca lăng mạ chrome này. Đó, biển số đây. 82269. À, biển đẹp không ạ? Xinh nhan. Tích hợp ở dưới ha. Nhà bao rẽ cũng như là đèn cầm sung bù. Em này thực sự anh chị nhìn phần đầu không? Rất là thể thao, rất là cá tính luôn. Đó. Đây, vỏ theo xe hết. Đó, vỏ theo xe hết cho anh chị luôn. Quá đẹp. Đây, đến 20 này. Đó, anh chị thấy không? Vẫn còn những cái tem giấy. Tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi, đấy, anh chị thấy phần lườn này là không có hề vết chảy xước vào nhé. Sơn zin không cả. Rồi, em An sẽ cho anh chị tham quan phần khoang động cơ này. Cơ nữa là xong rồi, một chiếc xe tuyệt vời. Nhanh chân chốt em này với em An nhé. À, đây. Có gì đâu để bàn cho một chiếc xe mới tinh thế này. Đấy, anh chị thấy máy không ạ? Đó, nguyên phủ bụi nhưng mà nó quá mới. À, đó. Tuyệt vời đúng không anh chị? 488 triệu cho em Elantra 2020 này nhé, số sàn. Mới tinh luôn. Nói chung là không động chạm bất cứ chi tiết đâu cả. Rất là đẹp. ABS bên trong. Đó, anh chị thấy không? Quá mới, quá đẹp rồi. Rồi. Anh chị ơi, em An vừa gửi tới cả anh chị một mẫu xe siêu lướt đang có mặt tại siêu thị ô tô Bình Dương. Một chiếc Hyundai Elantra sản xuất 2020 màu trắng, mang biển số Sài Gòn. Đó. Và em này đang được chào bán giá là 488 triệu cho một xe zin tuyệt đối luôn. Anh chị quan tâm về một chiếc xe lướt này thì alo em An nhé. Cảm ơn chị rất là nhiều và xin hẹn gặp lại anh chị ở những mẫu xe tiếp theo. Xin chào.